Thưa quý vị, đối lập Syria không tin tưởng đặc sứ Brahimi có thể làm cho Syria ngừng bạo động, tin từ Hatay. Một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria nói rằng, điều giải viên quốc tế Lakhdar Brahimi sẽ không thể ngăn chặn bạo động ở Syria. Quân đội tự do Syria đã nói chuyện với ông Brahimi qua hệ thống Skype, nhưng ông Adib Sikaki nói rằng ông ta đã liên lạc với nhiều thành viên của quân đội tự do và họ không có hy vọng, không tin tưởng ông Brahimi có thể thành công trong sứ mạng làm cho chế độ ngừng bạo động. Ngày hôm nay, ông Brahimi đã gặp người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không làm cho người tị nạn tin tưởng. Một người tị nạn là ông Suad Mohammed nói rằng cộng đồng quốc tế chỉ đạo cho ông Bashar al-Assad có thể thêm thời gian tàn sát dân chúng trong nước. Thổ Nhĩ Kỳ đang cưu mang khoảng trên 83.000 người tị nạn Syria và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng số người chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến con số trên 200.000 người nếu bạo động ở Syria còn tiếp diễn. Tháng 8 được coi là tháng bạo động cao nhất ở Syria và Liên Hiệp Quốc cảnh báo bạo động ở Syria có thể lan tới các nước trong vùng.